xuống mà chụp. Không à? Ờ. Để làm cái kia trước. Đi ra hàng bơm cậu ạ. Đang thua. Đi. Bây giờ hả? Cháu bạn rồi. Bây giờ bên nó đang ở dưới phòng đấy hay là nó sang bên này rồi? Không biết, có khi là sang bên này làm rồi nè. Nằm pha lên. Mà sao lại cái này con? Sao này ạ? Như là hôm qua thì rượu là cao mà. Nhưng mà cao cả. Cái này vẫn có chất mà. Siêu này.